Tần Thủy Hoàng được biết đến là một hoàng đế đầu tiên của đất nước Trung Quốc thống nhất trọn vẹn lãnh thổ của Trung Hoa và tiêu diệt sáu nước chư hầu, là người đàn ông quyền lực nhất của mỗi vương triều. Ông hoàng này đã để lại rất nhiều dấu ấn quan trọng, bao gồm từ việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành, cung A Phòng và nhiều công trình đồ sộ khác. Thêm nữa, trong suốt thời gian trị vì, Tần Thủy Hoàng thực hiện rất nhiều cải cách từ chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, giúp cho nhà Tần trở nên một cường quốc. Là một bậc quân vương, Tần Thủy Hoàng có hậu cung gồm hàng ngàn phi tần mỹ nữ vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Thế nhưng, vị vua nổi tiếng của nhà Tần này chỉ nhung nhớ đến chết có một mỹ nhân. Dù yêu say đắm mỹ nhân này, nhưng Tần Thủy Hoàng không có được hạnh phúc trọn vẹn. Người đó chính là A Phòng. Theo các ghi chép của lịch sử thì mỹ nhân tên A Phòng là con gái của một thầy thuốc nước Triệu. Tương truyền, hai người gặp gỡ lần đầu tiên khi Tần Dân Chính, đó là tên thật của Tần Thủy Hoàng, ở kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Khi Tần Thủy Hoàng trở về Hàm Dương, kinh đô của nước Tần, A Phòng theo cha đến Hàm Dương tìm hoa kim cúc nhằm bào chế được thuốc trường sinh bất tử. Tại Hàm Dương, Tần Thủy Hoàng gặp lại A Phòng và tình yêu của hai người đã trở lại. Khi ấy thì Tần Thủy Hoàng che giấu thân phận thật của mình và dùng kế mục danh nghĩa đó là thợ mộc để ngỏ lời kết hôn với A Phòng. Mỹ nhân xinh đẹp này yêu Tần Thủy Hoàng chân thành cho nên đã đồng ý kết hôn. Nhưng không may, điều này đã không thực hiện được. Tần Thủy Hoàng chưa kịp được hưởng hạnh phúc bên người mình yêu chân thành say đắm thì chuyện đã đến tay Thái hậu Trịnh Cơ, mẹ của Danh Chính. Do muốn con trai kết hôn với công chúa của một nước khác để có được hậu thuẫn chính trị vững chắc, cho nên Thái hậu Trịnh Cơ cùng tướng quốc là Lã Bất Vi nhiều lần lên kế hoạch giết chết A Phòng. Về sau, công chúa của nước Triệu mang tên là Trường Lạc, có dung mạo giống hệt như A Phòng, quyết định vào cung để ám sát Tần Thủy Hoàng. Khi đó thì cận vệ của Thái hậu Trịnh Cơ cứ ngờ đó là A Phòng nên đã ra tay tiêu diệt. Tin rằng đó là người con gái mình yêu thực sự đã bị giết, Tần Thủy Hoàng vô cùng đau khổ. Trong khi đó thì A Phòng đã bị các nước chư hầu bắt giữ và cho uống thuốc để mất trí nhớ. Kế đến thì họ lại lợi dụng mỹ nhân này để thực hiện cuộc ám sát Tần Thủy Hoàng sau khi những thất bại trước đó. May mắn là Hoa Dương Thái Hậu, bà của Tần Danh Chính, hát bài hát mà cháu trai cùng A Phòng từng yêu thích, nên mỹ nhân này dần dần hồi phục ký ức, thoát khỏi sự khống chế của kẻ địch. Khi Tần Thủy Hoàng quyết định thực hiện các cuộc chinh chiến nhằm tiêu diệt sáu nước chư hầu, thực hiện tham vọng thống nhất Giang Sơn, A Phòng nhiều lần khuyên can nhưng bất thành, cuối cùng nàng đã tự sát vì không muốn chứng kiến cảnh máu chảy thành sông tại quê nhà của mình, đó là nước Triệu. Sau cái chết của A Phòng, Tần Thủy Hoàng vô cùng dây dứt nhưng vẫn quyết định thống nhất thiên hạ cho bằng được. Sau khi thành công, ông cho người xây dựng cung A Phòng xa hoa tráng lệ để tưởng nhớ mỹ nhân mà ông hết mực yêu thương nhưng không thể ở bên nhau trọn đời.